ô sơ được ba lô hả? Hay vậy? Mà đỏ. Đô. Đẹp nhờ. Xà beng đỏ, ba lô đỏ. Chất chất. Ok và hello, chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Gà đây. Và hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game simulator có tên là Mining Simulator ha bạn ha. Thì dạo gần đây có rất nhiều cái tựa game mà nó dạng tựa như vậy ha, như là đào tuyết nè, đào cát nè, cắt cỏ nè, và bây giờ là đào mai ha. Wow, không biết có chung nhà phát hành hay không mà nó ra những cái tựa game simulator khá là giống nhau ha. Cũng có một cái khu vực để đào nè các bạn. Thì có lẽ các bạn đã xem bên kia chơi game này rồi ha, thì mình cũng không muốn giới thiệu dài dòng. Thì đầu tiên á, các bạn sẽ vào đây chúng ta xem coi nếu mà bạn đã tham gia vào cái group của cái này rồi đó, thì nó sẽ cho bạn một cái ba lô 150 ha. Đấy, rất là dễ thôi. Còn bạn nào mà chưa biết tham gia group như thế nào thì mình sẽ để cái link của group của cái game này bên dưới phần mô tả ha. Chúng ta click vào và tham gia thôi, join group thôi ha, rất đơn giản thôi. Rồi, mình sẽ có ba cái code dành cho các bạn ha. Cái code đầu tiên đó chính là code release. Release ha. Thì code này sẽ cho bạn 500 tiền. Ok. Code thứ hai là code rig. Cái code rig này nó sẽ cho bạn là 650 tiền. Và cái code thứ ba là cái code miner. Miner sẽ cho bạn 250 tiền ha. Sau khi bạn nhập ba cái code này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 1400 tiền. Đấy. Rồi chúng ta vào chúng ta trang bị thôi chứ. Cái cuốc gỗ này đánh đấm gì chơi. Wow, mà mới ra game này mới ra có vài ngày thôi mà có thanh niên lên tới 34.000 rồi. Server này thôi nha các bạn, server mình đang chơi hiện tại nè. Không biết có ai cày lên 100.000 chưa ta, ghê thật. Ok, mua cái tool khác coi. Ủa, 25 tiền hả? 75 tiền, 250, 600, 2.000. Đu. Cái cuốc này 600 nè. Cuốc này 2.000, thôi mình lấy cuốc 600 đi ha. Mỗi lần đào sẽ được 7 mai. Ok, equip. Mình sẽ đưa những em này ba cái code ha, nếu em đó chưa biết thì cứ nhập vào, còn em nào mà nhập rồi thì thôi. Và các bạn nếu chưa biết thì các bạn cũng nên nhập vào ha. Đấy, ok. Rồi bây giờ mình sẽ cầm cái xẻng, wow, một cái xẻng bằng sắt các bạn, đi đào thôi. Nó khá là giống với tựa game đào cát ha, chúng ta cứ giữ chuột thôi. Wow, đào nhanh nhỉ. Adu. Đào nhanh nha. Ghê ta, ui. Hình như ở đây cũng phải có cái gì chứ đúng không? Tại vì bên cái đào cát thì nó có một cái rương, ở đây nó phải có cái gì cho mình lấy chứ. Không để đào không không vậy à. Cái này lợi quá các bạn, quá trời lợi luôn. 150 ha. Đúng là mình tham gia một cái group rồi đó thì nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Ok, đào sâu xuống coi. Wow, ê kìa, có cái gì kìa. Đây, rồi. Có gì không? Rồi, để mình đào thử cái này có gì không? Không biết gì luôn. Ok, chúng ta cứ đào thôi. Wow, cái xẻng đào rất là nhanh luôn á. Rồi, full rồi nè. Full thì cứ bấm từ surface ha. Đem lên đây bán thôi. Đâu rồi? Đây. Chỗ thanh niên này đây. Sell. Có tiền liền. Thì chúng ta đào tới khoảng 2.000 là chúng ta mua được cái xẻng tiếp theo ha. Cái dụng cụ đào tiếp theo ha. Xuống sau coi. Wow. What? Ghê nhờ. Wow. Xuống tới tầng đá rồi các bạn, cái tầng stone này tới 400 luôn. What the shit. Nó y chang cái game kia luôn. Vậy là có việc làm cho những cái người chuyên cày game rồi ha. Cái đào chút xíu là cái đào chút xíu là full rồi. What? Trời, đào full mà nó chưa đầy nữa. Dã man vậy. Trời ơi. Bạn. Tiền lên cũng khá là nhiều ha các bạn. Nó lên nhanh hơn rất là nhiều so với tựa game kia. Chúng ta cần phải đi kiếm một cái gì đó như là kho báu hay gì đó, chắc chắn phải có chứ. Xuống nào. Chúng ta đào này chúng ta không có tiền các bạn. Tiền nó không tăng ha. Sell. Rồi, sắp đủ rồi. Wow, để mình coi cái ba lô tiếp theo bao nhiêu tiền nha. 145, 3.500, 300, 3.500. Cái này giống cục gạch quá ta. 7.500 là một cái vali. 15.000 là một cái túi à, túi thể thao à. Một cái hũ. Hai cái hũ. Một cái hũ bự hơn. Một cái thùng rượu.
một cái thùng rượu bự hơn, qua 560.000 luôn, quá trời luôn. Một cái thùng rượu bự hơn nữa, à một cái két sắt, à một cái két sắt bằng sắt, con này là két sắt bằng gỗ nha, cái bằng sắt nè, bằng vàng luôn, giữ một cái really, một cái xô à. Oh, Infinite 700 Robux các bạn. Wow, tốn kém quá. Nói vậy thôi, 700 Robux là bạn có thể sở hữu tất cả những cái mining trong đây ha. Đào không cần phải tốn gì cả, tức là không cần tốn cái nơi chứa, chúng ta cứ đào giường nào mà chúng ta chán chúng ta để bán thôi. Hay ha, mà tốn tiền ghê ha. Rồi ok, mình xuống mình đào tiếp coi. Không biết cái mục đích của những cái cục đó làm gì ta, sao mình không thấy tăng tiền ha. Nó là lạ mà nó không tăng tiền ta. Xuống nèo, tầm 3-4 lần nữa là mình đủ được 2.000 rồi, mua được cái gì á, xà beng nè. Full rồi. 1.900 nữa nè, một lần nữa là ok rồi. Khoan khoan để mình coi bạn hướng dẫn coi. À, dig deeper to find more valuable ore. Tức là những cái, ủa, ok. Có lẽ là những cục đất hồi nãy nó không đủ tiền ha. Mình xuống sâu hơn nữa mình sẽ kiếm được những cục vàng các bạn. Rồi hiểu rồi, hiểu rồi. Khoáng sản quý nó nằm ở cuối ha. Úi, đây 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 đây. Trời lâu quá, rồi xong thanh niên. Really? Ồ thanh niên cầm cái cưa các bạn. Sắp đủ rồi, sắp đủ rồi. Nghèo quá nên phải đi đào mai các bạn. Sell. Yes. Vô mua coi. Tool nè. Hiện tại mình đang xài cái sẻng ha. À, giá nãy nhiêu quên rồi. 2.000 là cái xà beng nè. Crowbar ha. Một cái búa. 6.000. À cái cưa là 16.500 các bạn. Mũi khoan. Mũi khoan nhỏ xíu à. Dễ thương vậy. 32.000. 40. Đầu mỗi lần là 40 ha. 78.000. Một cái đồ này đồ cắt cắt gì á, cắt gạch mà. Lựu đạn nè. Cái gì đây? C4, à C4. Tên lửa luôn. Đi bay ngoài hành tinh. À không phải, teleporter một cái đồ di chuyển à. Jackhammer một cái búa dùng cho công trình nè các bạn. 1.1 triệu luôn. Cái này gì đây? À súng laser. Cái kéo bằng vàng, xàm. Một tia sét ha. Cái này là một cái vật dụng của thằng Zed các bạn. Đấy. Mắc quá. Thôi mình mua cái kia đi. Mua hai cái. Cái đâu rồi? Xà beng. Đó. Xà beng nào sẽ nhanh hơn ha. Một cái xà beng màu đỏ. Và đây là gì đây? VIP asset. Một khu vực dành cho VIP ha. Thì nó sẽ nhân hai giá trị của những cái khoáng sản mà các bạn tìm được. Một cái tên đặc biệt. Một cái dòng chat color có màu à. Một cái phòng VIP. Ok. Ủa chả thấy gì hết. À VIP miner. Miner, ủa sao lại phân biệt ta. À amateur miner. Tức là mỗi khi mình mua một cái vận dụng nào mới á, thì nó sẽ cho bạn lên một cái tên mới à. Gì đây? Starter pack. Cái này là nó 225 Robux, nó sẽ cho bạn 1.700 tiền. Một cái ba lô gì đó với một cái rìu sắt. Là sao ta? Game pass cũng khá là nhiều hả các bạn. Ô sơn được ba lô hả? Hay vậy? Mà đỏ. Đô. Đẹp nhờ. Xà beng đỏ, ba lô đỏ. Chất chất. Ok xuống sâu sâu xíu ha. Come on baby. Come on baby. Ô nó đục kìa. Ô bạn gái này đục dã man quá vậy. Ê, tiên tiên. Kinh. Được gì vậy? À, mình tìm được quặng đồng các bạn. Copper là quặng đồng ha. Ngon á. À. Ok. Cái này mỗi lần mình đào được 10 các bạn. Cái xà beng mỗi lần mình đục được 10 ha. Chà, mà cái ba lô này nó thấp quá. Ba lô này chút xíu đầy rồi. Đồ, à đây nè, nè, nè. Kinh kinh. Ôi kìa. À rồi rồi rồi, mình hiểu rồi. Mình hiểu cái quy luật rồi.
nó sẽ quy ra cái số lượng đá mà các bạn đào ha, nhưng mà cái số tiền nó sẽ khác nhau. Chứ không phải là khi các bạn bán được 150 cái đá này thì các bạn sẽ thu được 150 tiền ha, nó khác cái bên kia. Được được được. Hèn chi hồi nãy mình thắc mắc là sao cái cục mà ở trên mấy cái tầng đầu tiên á mình không có thể kiếm tiền được ha. Thì ra là vậy. Yes, ok hiểu đó. Cũng khá là thú vị ha. Nhưng mà khá là tốn thời gian luôn á. Những người như mình không có thời gian chơi thì rất là ngán những game simulator ha. Nhưng mà mình thấy nó mới với lại nó hơi nổi á, tức là người ta chơi nhiều quá nên mình cũng sẽ chơi thử. Ồ. Gì vậy? Khám phá được một cái gì đó khủng long, mà một cái xương khủng long các bạn. Game này nhiều game pass vậy, không phải game pass mà là cái pass các bạn, tức là giấy chứng nhận thành tích đó ha. Quá trời pass luôn, nãy giờ mà đào được quặng đồng rồi đào được quặng sắt rồi gì xương khủng long bú được xuống hết. Ngon nha. U cha xuống. Ô cha, ấy đấy đấy. U 700 rồi, không đủ rồi. No. À, nó ghi là cái dụng cụ bạn không đủ khả năng để vỡ được cái cục ruby này. Oh shit. Vậy chừng nào mới đủ ta? Chắc là tới mấy cái máy khoan này mới đủ các bạn. Nó cũng không có giải thích cho mình đó là khi nào mình đủ à. Trời, mình nhảy xuống mình thấy cục ruby rồi mình không đào được. Cái cục 7 chấm tiền đó các bạn. Ghê vậy. Lên mặt đất. Thì bên đây á, lên mặt đất chúng ta không tốn thời gian đấy hồi như là bên đào cát ha. Và mình hứa hẹn đây sẽ là một cái game mà nhiều thánh cày sẽ vô cày cái game này lắm ha. Chắc chắn sẽ có một vài người chỉ cần một hai ngày thôi đã full hết đồ hôm nay rồi. Gớm thật. Này 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 các bạn, xương khủng long nè, hồi nãy mình nhận được cái bát này nè. Giá trị 30 ha. Yes. Và bên đây con cái này nè. Ơi. Úi dồi rớt. Đây. Một cục là 30 ha. Đào. Ôi, xa quá. Ok, thì có lẽ cái game này mình sẽ dừng tại đây ha. Và cảm ơn các bạn theo dõi. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like. Share video này cũng như hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn mình mỗi ngày ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.